hôm nay quý 2 cũng là ngày mới cuối tuần, và có duyên cục với mấy anh em Long, chị Thủy và một vài anh em nữa gửi để cùng nhân duyên thả cá đường này. Và cảm ơn anh đã là người quay phim cho tụi em, cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn anh. Anh thì dạ. Xin mời các bạn về với tự nhiên nha. Dạ anh. Rồi, cảm ơn anh trai nha.